Ok luôn em, thì nãy là bận tới việc nên bấm lộn cái nút tắt luôn. Bây giờ xong việc rồi thì lỡ thói game này bây giờ vô lại đó. Lỗi kỹ thuật tí xíu, anh em thông cảm. Đây, chúng ta tiếp tục. Chúng ta lấy Enter, lấy vô cái này đã. Thì không biết con game nó có xếp không, hay có auto xếp nè, cũng may. Chứ không có auto xếp là toang luôn. Thì tôi cũng vừa xây xong cái này. Thì bây giờ là cái đồng, bắt đầu đào đồng. Thì cái tài nguyên này mình sẽ gửi nó đi đâu vậy, gửi nó vô nhà này được không? Thì cái nhà này là cái dạng nhà kho thôi, tôi nghĩ nó là chứa được tất cả mọi thứ á. Cái nhà này là gì? À đây, mình phải chứa đồng bằng cái này. Cái này gửi tới không ta? Không tới, không tới rồi. Thì bây giờ là xây thêm cái nữa. Thì hai nhà thì hai cái. Bốn phải. Ủa đâu rồi cái nhà đồng đâu ta? À đây. Đây. Rồi chúng ta có hai nhà đồng. Nhà này xem đây, nhà này xem đây. Như vậy mà không trung canh luôn. Rồi tôi xóa lộn cái nhà đồng rồi. Nên để xóa nhà này mới đúng. Xây lại thôi. Đó. Rồi bây giờ vô cái kho nào, chọn cái mỏ này nào. Cái đồng. Rồi xem qua. Rồi từ cái này mình sẽ xem về hai cái này. Không phải à. Ủa hai cái này xem đâu vậy? Bây giờ ra được 6 gram trà nè. Đây bấm vô cái này. Bấm vô cái lụa. Thì bây giờ là cái sữa như cái bông. Cái bông này mình sẽ may ra vải. Ở bên đây có cái sữa bò của mình rồi nè. Bữa nãy cái nhà nào của mình mà đây đây long đây phải không? Ủa không, cái nhà này mới xây à? Hồi nãy tôi nhớ cái nhà nào nó có long nữa ta. Này dậy trứng à? Tôi nhớ một cái nhà nó có long. Sao mình không còn bò nào ở đây nữa ta? Thì cái nhà bên đây là yêu cầu nghiên cứu level 2. Tổng cộng 110 thì xây dựng hết 109 nè. Có 72 job 60. Vận chuyển là 11. Vì hai trứng mật ong này, cái này mình chưa có đầu vào. Cái nhà này nhà trồng lúa, thử cái nhà ở đây này, phòng tắm đây. Đây cái nhà này có lông nè, cái nhà này gọi là cái nhà vách sắt. Chị nãy xây này, đây xây lồng rồi, bỏ đi. Đây ở gần khu này thôi. Nè nó có hình cái nhà nè, dắt sắt ra cái quai nè. Cái này gửi đây. Cái này chuyển vô chợ.
cái nhà bên này tác dụng gì ta? Bò, từ bò lấy sữa, lấy sữa bò. Bên này cũng phải cần một cái nhà gì nữa. Đây xây đường không? Chỉ xây đây đi. Nói tí đường nữa qua. Thì mình đang thiếu công nhân. Sữa. Thì thiếu công nhân nó không do tạo nữa. Thôi cái này xa quá rồi, không được rồi. Vậy bây giờ mình phải tính toán một cái khu cụm công nghiệp á, trước khi rồi xây. Ủa không, nhà này chứ. Bây giờ có tốn 3 bò. Cái này nó sẽ cho ra sữa. Cái sữa thì nãy mình vô cái nhà nào đó. Mới chơi tí xíu mà mất hết kiếp rồi. Cái sữa vô cái nhà hình tròn tròn cao cao rồi, ok, sang cái gì nữa luôn. Bây giờ thiếu mấy cái nhà dân nữa, tiền trong dân còn rất nhiều. Hơi lạc luôn đó. Kệ nó, demo à. Sao cái đường này, hai cái đường nó khác biệt. Nhà này tí nữa chắc mới nâng được. Bây giờ cần thêm cái nhà tròn tròn. Phải nhà này không? Không, cái nhà này nhà đồng cái gì mà. Nhà này tên là GC, là cái nhà chế tạo phô mai. Đây đây nó đây. Nó tới 3 ô rồi. Đặt ở đây thì nó bí quá. Cái đường đi nó kín quá. Mà không đặt ở đây thì đâu còn chỗ đặt nữa. Không lẽ đặt ở đây. Xây xấu dữ thiệt á, lỗi thiệt. Mà thôi, chấp nhận. Không tới rồi. Bắt buộc phải xây cái đó rồi. Ta có 30 nông dân hết ai tiết rồi, được 9 ai tiết thì mình phải nâng lên 20 cái nhà lên level 3. Cái ai tiết thao này nó tính level 3 không ta? Thì phải có cái mỏ đồng bên đây, thì cái nhà 3 này cần cái mỏ đồng với cái bồn tắm. Vậy xây cái bồn tắm bên đây trước đó. Cái này không có trong demo, khá là buồn nha. Dù sao cũng là demo mà, mình đâu hỏi đòi hỏi thêm được. Nếu xây dưới đây thì chỉ đủ cái nhà, xây đây thì ngon hơn. Xây đầy đủ hết rồi, đây đây. Đó lên cái kiểu mà shop house nè. Nhà này giá 1 tỷ luôn anh em ơi. Giờ mình cần phải có mỏ đồng. Cái đồng của mình ở trên đây chưa có đường đi, chưa biết xây nó làm sao. Bên này có gì không? Mấy cái phần này là không có trong demo hết rồi. Buồn nha.
Bên này là cái gì? Thì một cái nhà dược liệu với cái nhà này nó mới ra được cái nhà này. Nhưng mà phải có, không có trong demo cái này là coi như cái này khỏi xây đó. Mấy cái này cũng không có trong demo luôn. Tôi nghĩ là sắp kết thúc cái demo luôn rồi đó. Gầu nha. hai tách trà mình đẩy qua đây, tách ca ghi rồi xây thêm mấy cái nhà tiếp nữa. Thì tôi nghĩ là chia đôi ra đi cho nó đều. Nên xây thêm một cái nhà kho nữa bên này. Cái này ấm trà rồi, cái này xen qua cái bên trái, còn cái này xen qua cái bên phải rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng một số cái nhà đây lên. Xây sẽ gần cái khu của bồn tắm này. Đường bây giờ có 15 nghệ nhân đó. Bây giờ 6. Vào 6 mà ra 3. Rồi ra 5.6 đi, còn để tích lại một tí. 4.5 51. Thì cái kho này mỗi lần nó dư ra 0.1. Cái này dấu chấm hỏi là sao? Xen bên thôi, vậy là cái nhà này có thể xen hai bên được, vì không cần xây hai cái. 6 rồi, 6 thì 7, 16 thì 5, hơi thiếu một tí còn đỡ hơn thừa. Bây giờ nâng 20 cái nhà level 3. Cái này là gì? Thì mình hết đấy rồi, đợi tí nữa nó mang về. À, cái giải của mình đầy rồi. Đầy hay là thiếu? Tôi nghĩ là thiếu á. Mình chỉ có thiếu miếng giải nè, phải nâng thêm cái sản lượng giải ra. Cái sản lượng giải này đi từ cái nhà nào? Cua mai không phải, trứng không phải luôn. Giải là cái nhà này. Giải này gần 5 gia long. Long thì từ cái nhà này ra. Đi xây một cái nhà chuồng bò, một cái nhà giải nữa. Rồi ok. Cái nhà này đâu, lộn rồi. Xây nó mà chéo ô nhau thì nó dễ hơn. Đó, xây gì thì nó bằng hơn. Thì mình hết bò rồi, còn con bò nâng được hai nhà này luôn. Rồi còn ba nhà nữa. Bên đây cần cái gì? 1, 2, 3. Rồi đủ ba nhà lên để vào luôn. Bên đây thiếu mật ong với giải luôn. Giải chắc xây như cũ rồi. Avanter là cái cảm biến hả? Chúc mừng thì bạn đã hoàn thành xây được cái mà nơi trú ẩn trên núi rồi. Thì đây là điều cuối cùng trong demo là rất là quan trọng. Nhanh là xây cái cảm biến. Xây cái cảm biến là cái này à,
bui ở đây. Rồi có đường. Vậy mình nói từ dưới lên, từ đâu lên là cao với gì? Nói tới đâu? Nói tới đây luôn. Khiếp. Anh em nhìn cái thành phố trên mây của tôi nè. Rồi bây giờ là 12 con bò. Đúng là game này bối cảnh Tây Tạng. Cái nhạc nó cũng có chất Tây Tạng luôn. Bò chắc tôi xây ở đây thôi. Hết chỗ rồi. 6 con bò, 12 con, xây 2 chuồng. Rồi xong rồi. Cái gì kích hoạt cái máy cảm biến rồi lên. Đúng đây à. Ôi vãi lờ. Cái quái gì vậy? Nhà của tôi, làng của tôi. Ủa lũ đạn. Xây cái máy đó là như cái máy mà phát sóng vậy, phát âm, phát âm á. Cảm ơn bạn đã chơi trò chơi nè, xong rồi nữa. Cái demo là nó lừa đảo tôi là phá nhà gì đó. Game cũng được. Thì chủ yếu là quản lý tài nguyên nhưng mà phân phối nó qua các bên thôi. Hiện tại thì chưa có tiền nên có thể xây rất là thoải mái luôn. Thì sau này mình có thể dựng cái tường thành này, như thấy cái tường thành mình chích vô cái tiết lở đó xuống cho đời sống nó sung túc hơn, nhưng mà nó vẫn là không có tàn phá mấy cái nhà cửa của mình. Bây giờ cái làng của tôi nó mạnh mẽ nha. Game được, đồ họa thì xuất sắc luôn, âm nhạc thì cũng rất hay. Game này thì ban đầu cảm nhận cũng tương đối tốt, nói chung là 8-9 điểm trên 10 á, dành cho những ai tín đồ xây dựng muốn chiêu chiêu thoải mái một tí. Thì cái độ khó mới chỉ có bản demo nó giới hạn rất là nhiều căn nhà thôi, nên tôi chưa biết cái độ khó nó là cỡ nào, không biết có chèn ép anh em quá không. Chứ mà sau này mình có cái gì khác ngoài cái xây dựng chiêu chiêu trên cái núi vậy, nếu như vậy thì sau một thời gian khoảng 6-7 giờ chơi là tôi nghĩ là hết luôn á. Rồi chắc tôi top video ở đây ha. Thì tí nữa sẽ chơi một con demo nữa. Thì tí nữa tính sau.